Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong video clip hôm nay, em Khánh sẽ lên sóng báo giá nhanh với toàn thể quý vị và các bạn những cái mẫu xe sedan 2 đầu 5 chỗ rộng rãi. Và mẫu xe với cái mức giá chỉ dưới 200 thôi. Dưới 200 quý vị bạn đã sở hữu những cái mẫu xe sedan số sàn gia đình sử dụng rộng rãi, rất hợp lý trong cái tầm tiền. Bên em thì đơn vị chuyên mua và bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng, phía ngay cạnh đường 10 đấy các bạn nhé, ngay cạnh đường 10, đối diện phía bên kia là chùa Cao Linh Hải Phòng, một ngôi chùa cũng khá là linh thiêng, khá nổi tiếng. Cách hoàn toàn 1 km, đường xá rất là thuận lợi, cái bãi để xe rất là rộng rãi. Nên em thì đa thể loại xe từ hatchback, sedan, số sàn, số tự động, 7 chỗ, bán tải, các kiểu con là được. Một chiếc Deula Sati nhập khẩu phiên bản số sàn máy 1.6 sản xuất 2010, mang biển kiểm soát Hòa Bình 28A02492, sơn xi màu bạc. Xe thì đã lên là răng đúc rồi. Đấy, bản phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ bản số sàn này sẽ không có là răng đúc mà là răng sắt, phanh đĩa ABS, túi khí rất đầy đủ, form rất là đẹp. 2010 có mức giá là 200 triệu đồng, 199 triệu đồng rồi nhé. Còn là tiếp theo là một chiếc Nissan Sunny, một mẫu xe rộng rãi, bền bỉ, xe Nhật, xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A23763, sơn xi màu bạc và rất là bền màu nhé. Còn Nissan Sunny này 200 triệu đồng. Thiết kế da màn hình Android, máy số rất là ngon, vô lăng 3 chấu, tích hợp hai túi khí. 200 triệu đồng, đang đúc 4 bánh luôn. Một chiếc đều là Sukti nhập khẩu sản xuất 2010, phiên bản là số sàn máy 1.6, xe mang biển kiểm soát thủ đô 30A08706, với giá là 199 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Nissan Sunny mang biển kiểm soát Hà Tĩnh 38A06034, sơn xi màu bạc, xe lên rất là nhiều đồ rồi, cam hành trình, cam lùi, chống đèn led, đèn pha led này, răng búc này, 205 triệu đồng, 200 triệu đồng rồi, 206 triệu đồng. 2013 các bạn nhé, màn hình Android. Nissan Sunny thì cái form nó không được đẹp cho lắm thôi, nhưng xe thì rộng rãi, máy móc bền bỉ, đó, động rất là chắc chắn. 200 triệu đồng, rất nhiều cái mẫu xe đăng kiểm 2024 cơ. Một chiếc Hyundai Sonata mang biển kiểm soát Euro 29A83756, sản xuất 2004, năm bánh 2008, phiên bản số tự động máy 2.0, mức giá là 160 triệu đồng thôi, 160 triệu đồng nhé. Hyundai Sonata, một xe hạng C, rộng. Còn là tiếp theo đây là một chiếc Toyota Vios sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.5, bản Nemo lâm phun. Cái dòng xe này thì luôn giữ giá. Dòng xe Toyota thì nó cái thương hiệu của nó khá là mạnh, rất giữ giá, nhưng thực tế thì tiền nào của đấy các bạn, nó giữ giá là vì xe chất lượng nó tốt, dòng xe bền bỉ, dòng xe Toyota có cái chất liệu làm nên khối động cơ cực kỳ là tốt, bất chấp thời gian, máy tản nhiệt. Cái chất máy của dòng xe này tản nhiệt cực kỳ là tốt, máy không nóng, cực kỳ bay. Và ngoài ra thì cái hệ thống làm mát động cơ của dòng xe Vios này thì quá tốt nha. Em có một chiếc Toyota Vios 2009 phiên bản số tự động, mà xe máy còn zin, nước làm mát đến gấp 1 năm không bị hao một tí nào các bạn. Nội thất ghế da chuẩn bài một kem bơ nhé, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chỉ có mức giá 195 triệu đồng thôi. Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân,
siêu bền, thách thức thời gian. Đăng kiểm tháng 12/2023, chiếc xe này thì về khi các bạn chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Đó là răng đúc 4 bánh luôn. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Verna, một mẫu xe sedan nhỏ gọn. Xe mang biển kiểm soát thủ đô 30A49100. Chiếc Hyundai Verna thì sản xuất 2010. Dòng xe này là nhập Hàn nhé, máy 1.4, giá là 182 triệu đồng. Android cam lùi, cam hành trình rất đầy đủ. Một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 1.6, xe Mỹ nhìn rất hầm hố, chạy êm đầm chắc, mức giá là 245 triệu đồng. Ủa sao tự nhiên lại lạc cái dòng xe 200 bao nhiêu triệu ở đây ạ? Hôm nay em chỉ báo giá những mẫu xe dưới 200 thôi. Nhưng quý vị yêu thì vẫn bán bình thường các bạn nhé, nhưng giá phải hơn các bạn nhé. Đó, 245 triệu đồng bớt ngay 10 triệu đồng còn 235 triệu đồng cho các bạn nhé. Một chiếc Dulacetti nhập khẩu phiên bản số sàn máy 1.6 mang biển kiểm soát thủ đô 29A92362. Phải nói một điều là người Hà Nội người ta giàu thật. Từ những năm 2007, 2008, 2009, 2010 mà họ sử dụng rất nhiều xe hơi rồi. Sản xuất 2009, giá là 199 triệu đồng nhé. Đấy, xe này thì sơn xì đẹp, nội thất đẹp, máy móc cực kỳ là ngon. 199 triệu đồng thôi. Xe sedan quá đẹp luôn, lốp mới. Tiếp theo đây là một chiếc Dugencha nhập Hàn, phiên bản là số sàn máy 1.2 các bạn nhé. Đấy, dòng Gencha thì có bản Việt thì có 1.5 nhưng bản nhập của 1.2 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Xe thì thân vỏ đẹp, máy số zin, mức giá là 175 triệu đồng, 29A13588 Hồng Phát nhé. Đấy là ngày năm Hồng Phát. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Dugencha phiên bản Việt, xe mang biển kiểm soát Hưng Yên 89A34919, sơn xi màu đen, xe sản xuất 2010 và mức giá chỉ có 139 triệu đồng thôi. Tiếp theo đây là một chiếc Dugencha sản xuất 2009 các bạn, xe đang biển kiểm soát 14A03285, biển kiểm soát Quảng Ninh. Dòng xe Dugencha thì sơn xi màu trắng là một trong những màu đẹp nhất, lốp mới này, sơn xi đẹp này, hạn đăng kiểm tháng 2024 này. Dugencha 2011 các bạn nhé, 2011, 142 triệu đồng. Đó, màn hình Android, sim 4G, cam hành trình, khóa điện rất đầy đủ, 142 triệu đồng, 2011 các bạn. Vâng ạ, tiếp theo đây là một chiếc Kia Rio sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.4, dòng này thì nhập khẩu nhé, thân vỏ zin, máy số cực kỳ là chất, mức giá là 188 triệu đồng, 38A27051. Tiếp theo đây là một chiếc Dugencha phiên bản số sàn bản Việt máy 1.5, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, mang biển kiểm soát Thái Bình 17K9046. Sơn xi đẹp, đèn đóm đẹp này, thống đèn nét, đèn nét này đăng kiểm không vấn đề gì các bạn nhé. Sơn xi rất là đẹp, nội thất ghế da lốp mới, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Đó, 2009 mà mức giá 136 triệu đồng. Chiếc Dugencha này thì là một chiếc xe khá là cứng, sơn xi đẹp, máy số nổ cực êm, chạy côn số cực kỳ là ngọt ngào, màn hình Android, sim 4G, khóa điện, nội thất ghế da khoác thêm áo ghế trần 3D rồi. Chiếc Dugencha 2009 giá là 130 triệu đồng. Đó, áo ghế này, thảm trải xịn sò này, dòng xe ít tiền, sedan này rộng rãi, 130 triệu, một chủ từ đầu, không taxi, không khoan đục, màn hình Android cam lùi đầy đủ. Một chiếc Dulacetti sản xuất 2004 bản Mắc, phiên bản Việt, máy 1
1.8 các bạn nhé. Bản mắc thì là 1.8, còn bản bình thường là 1.6. Bản này thì có cả điều hòa auto, phanh đĩa 4 bánh. Mức giá là 80 triệu đồng. 80 triệu đồng bao hồ sơ các bạn nhé. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Vios, xe mang biển kiểm soát Linh Bình 35A15777. Đó. Xe quốc dân, tránh mưa, tránh nắng, tập lái. Nội thất ghế da này. Xe sản xuất 2005, phiên bản số sàn máy 1.5, mức giá chỉ có 120 triệu đồng. Bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Xe nó lên đèn LED rồi nhé. Đó. Chiếc Toyota Vios bản G nhé. Bản G là bản đủ. Sản xuất 2007. Cái form này là form cuối rồi. Form cuối 2007, cuối năm thì đã lên form mới rồi. 17A17283. Cùng cái form này thì mức giá rất là khác rất là nhiều nếu lên form mới. Nhưng về máy móc, về nội thất thì cũng như vậy thôi. Nhưng xe thì form cũ nó khá là rẻ. Bản G 207 chỉ có mức giá là 165 triệu đồng nhé. Sơn xì màu bạc, răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh luôn. Bản G rất là ngon. Phía trước mặt quý vị các bạn là một mẫu xe Forlaser. Laser, một mẫu xe 5 chỗ ngồi. Và răng đúc phanh đĩa 4 bánh nhé. Forlaser sản xuất 2002, phiên bản số sàn máy 1.8. Bản này là bản đủ nhé. Máy 1.8. Xe Mỹ này. Nội thất còn rất là đẹp, vô lăng 4 chấu. Vô lăng này thì giống trên Ford Everest, những cái form cũ. Nội thất ghế da màn này Android, cam hành trình đấy, rất đầy đủ các bạn. 140 triệu đồng, bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, công chứng, nói chung là giấy tờ pháp lý đầy đủ. 145 triệu đồng, 40 triệu đồng các bạn nhé. Một mẫu xe nội địa trung ương tàu này. Nhập đài nhé, 16L3984, phiên bản số tự động, Bukit Excel 2009, phiên bản số tự động máy 1.8, mức giá chỉ có 125 triệu đồng. Nội thất khá là đẹp, mà này Android rất đầy đủ, số tự động. Vâng ạ, tiếp theo đây là một chiếc Diogenza nhập khẩu. Khẩu là răng đúc phanh đĩa 4 bánh nhé, khí kim bấm vô lăng. Xe mang biển kiểm soát 99A53803, phiên bản số sàn máy 1.2, tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không hoạt động. Mức giá là 169 triệu đồng nhé. Màn hình OLED, khóa điện, nội thất ghế lì nguyên bản. 169 triệu đồng, bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển cho các bạn. Chiếc Toyota Vios bản G, phiên bản số tự động, máy 1.5, xe mang biển kiểm soát 30A18610, vùng Hà Nội. Xe thì còn có tình trạng zin nguyên bản, dòng G gia đình sử dụng rất là đẹp. Máy số thân vỏ zin, là răng đúc phanh đĩa ABS 47. Nội thất ghế da xinh nhan tích hợp trên gương, màn hình Android cam lùi, khóa điện này, xe siêu bền. 280 triệu đồng, vào hồ sơ hỗ trợ vận chuyển nhé. Đăng kiểm tháng 4 2024. Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Avante, phiên bản số tự động, xe mang biển kiểm soát 15A03792. Xe này thì là trang bị khối động cơ là 1.6. Hyundai Avante thì có cả động cơ 2.0 cơ, rất là mạnh. 1.6 thì rất là vừa bạn. Xe sản xuất 2011. 2011 nhập hàng, mức giá là 309 triệu đồng. Hyundai Avante định vị là phân khúc hạng C. Đấy, nó
khóa điện nha. Toyota Vios form mới, phiên bản số sàn, bản E, bản đủ, đang biển kiểm soát 34A Hải Dương 26445. Bản E này. Ghế ra 298 triệu đồng, 2014 bản E phiên bản số sàn, bản E 1.5, bên tư nhân, biển Hải Dương. Bên em bên trong thì còn rất là mộ, xe áp bách còn rất nhiều nhé, giá chỉ hơn trăm thôi, 200 đô la. Một chiếc Toyota Vios 2011 bản E, bản đủ, phiên bản sàn máy 1.5, biển kiểm soát 14A49095. Xe chỉ rất là đẹp, hình roi cam lùi. Mức giá là 240 triệu đồng. Thế đây là một chiếc Toyota Vios mang biển kiểm soát Quảng Ninh, sản xuất 2018, phiên bản số sàn, bản E, bản đủ, máy 1.5, gia đình sử dụng, không taxi, không đục, mang biển kiểm soát 302 07, không thất. Biển này em rất là yêu, không thất cũng không tử. Khoanh với ABS là dàn lúc 4 bánh, và mức giá là 370 triệu đồng. Sơn xi bộ vàng cát rất đẹp, gia đình sử dụng, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình. Đó, chưa lên màn như vậy này, khóa điện. Vâng, đây là anh Lợi, chứ chưa có lấy về mua, mang về mang giải trí thì có nhu cầu thì liên hệ nhé. Anh Đức Lợi nhé. Chị em nào có nhu cầu giải trí thì cứ liên hệ em nhé. Đấy, rất nhiều cái mẫu xe khác, hôm nay chỉ báo giá các bạn là cái mẫu xe dưới 200, nhu 200 chút xíu thôi. Quý vị các bạn mà quan tâm, có nhu cầu sử dụng mẫu xe thì nhắn tin hoặc liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0818733286 hoặc 0917165240 để được tư vấn cũng như là biết thêm, xem thêm chi tiết trước khi xuống tiền chốt một chiếc xe gia đình sử dụng. Vâng, xin kết thúc video này. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.